Ở dân, Đồng An xin mến chào quý bà con thân thương. Kính chúc toàn thể quý bà con có một buổi tối ngày 28 tháng 5 năm 2024 thật là dồi dào sức khỏe, nhiều niềm vui và nhiều tài lộc đến với tất cả quý bà con. Thì ngày hôm qua Đồng An đã gửi đến tất cả quý bà con với ba lô đầu đuôi, đó là cặp 0990 ở ba miền Bắc Trung Nam. Thì ngày hôm nay chúng ta đã chiến thắng rực rỡ cho tất cả quý bà con ở miền Nam và miền Trung ở ngày hôm nay. Chiến thắng rực rỡ, chiến thắng giòn giả cho tất cả quý bà con. Còn miền Bắc thì hiện giờ chỉ còn giải đặc biệt và chúng ta cùng chờ xem cặp 0990 có nổ cho tất cả quý bà con miền Bắc hay không. Còn miền Nam thì ngày hôm nay cặp miền Trung thì ngày hôm nay 90 thì chúng ta được hai nháy. Ngày hôm nay chúng ta cũng đã có lộc lớn ở ngày hôm nay quý bà con nhé. Ba càng 409 và 890 ở đó là miền Trung, đài Đắk Lắk và đài Quảng Nam cho tất cả quý bà con ở ngày hôm nay. Còn về đài miền Nam, đài Bến Tre thì chúng ta cũng đã chiến thắng được 0990 ba nháy ở ngày hôm nay. Chúng ta đã có một ngày lộc lớn ở ngày hôm nay quý bà con nhé. Ngày hôm nay quá là tuyệt vời. Miền Nam chúng ta được ba nháy, chín ba càng 990 này, 909 và 790. Khá đáng tiếc là Lộc An gửi đến là 709 thì nó và 690 thì nó về 790 cũng như là 909. Ngày hôm nay chúng ta không chiến thắng được đó là chiến thắng được ba càng, nhưng mà chúng ta chiến thắng được ba nháy lô cũng khá là rực rỡ cho tất cả quý bà con ở đài đó là đài Vũng Tàu và đài Bạc Liêu ở ngày hôm nay. Xin chúc mừng tất cả quý bà con ngày hôm nay chúng ta đã đại thắng thành công rực rỡ cho tất cả quý bà con miền Nam và miền Trung. Thì hy vọng là miền Bắc chúng ta cũng sẽ chiến thắng cái cặp 0990, đặc biệt hy vọng nó sẽ về cho tất cả quý bà con ở ngày hôm nay. Xin chúc mừng tất cả quý bà con. Và là 90 luôn quý bà con. Quá là tuyệt vời cho tất cả quý bà con ở ngày hôm nay. Miền Bắc chiến thắng rực rỡ con 90 cho tất cả quý bà con ở ngày hôm nay quý bà con nhé. Ngày hôm nay đã chiến thắng rực rỡ cho tất cả quý bà con ở ngày hôm nay. Quá là tuyệt vời quý bà con ạ. Về 90 miền Bắc luôn cho tất cả quý bà con ở ngày hôm nay. Ngày hôm nay miền ba miền Bắc Trung Nam đều rực rỡ cho tất cả quý bà con ở ngày hôm nay quý bà con nhé. Ngày hôm nay đại thắng rực rỡ chiến thắng ba miền, đặc biệt là miền Bắc ngày hôm nay tổng chính chiến thắng rực rỡ cho tất cả quý bà con ở ngày hôm nay với con 90 tổng 3849 thì miền Bắc nó đã tuần trước nó chưa về thì ngày hôm nay nó đã về cho tất cả quý bà con ở ngày hôm nay 90 rực rỡ thành công cho tất cả quý bà con ở ngày hôm nay quý bà con nhé. Xin chúc mừng tất cả quý bà con ngày hôm nay ở trên kênh của Lộc An ngày hôm nay đã chiến thắng rực rỡ, chiến thắng giòn giả, đặc biệt là miền Bắc ngày hôm nay chiến thắng được con 90 với ba càng là 490. Xin chúc mừng tất cả quý bà con ở ngày hôm nay. Ngày hôm nay trên kênh cũng như trên Zalo đều rực rỡ cho tất cả quý bà con ở ba miền Bắc Trung Nam. Chiến thắng rực rỡ cho tất cả quý bà con ở ngày hôm nay quý bà con nhé. Xin chúc mừng tất cả quý bà con ngày hôm nay đã chiến thắng rực rỡ thành công, may mắn và phát lộc phát tài ở ngày hôm nay. Ngày hôm nay là một ngày tuyệt vời, một ngày đã có một ngày lộc lớn cho tất cả quý bà con ở trên kênh cũng như trên Zalo. Miền Nam chúng ta chiến thắng 3 nháy 0990, miền Trung chúng ta chiến thắng 2 nháy 0990 và miền Bắc thì ngày hôm nay chiến thắng 0990 cho tất cả quý bà con ở ngày hôm nay. Ngày hôm nay quá là tuyệt vời cho tất cả quý bà con. Thì ở trên kênh ngày hôm nay thì Lộc An cũng xin cảm ơn. Và ngày hôm nay Lộc An xin cảm ơn đó là 3733 quý bà con đã xem và 491 lượt like cũng như cái lượt bình luận cho Lộc An, xin cảm ơn tất cả mọi người. Thì quý bà con nào mà đang ở xa bờ, đang khó khăn, muốn đi vào bờ thì quý bà con cứ vào Zalo Lộc An để nhận số chuẩn. Zalo Lộc An được ghi ở dưới phần bình luận. Quý bà con chỉ cần ấn vào cái đường link màu xanh này là sẽ vào Zalo Lộc An. Làm theo những cái bước thì chúng ta sẽ vào Zalo Lộc An quý bà con nhé. Zalo Lộc An là chốt số miễn phí cho tất cả quý bà con. Ngày hôm nay chiến thắng rực rỡ ở miền Nam, miền Trung và miền Bắc cho tất cả quý bà con ở ngày hôm nay trên Zalo cũng như trên kênh. Ngày hôm nay trên kênh cũng rực rỡ và trên Zalo cũng rực rỡ cho tất cả quý bà con ngày hôm nay. Ngày hôm nay trên Zalo của Lộc An thì ngày hôm nay cũng đã có cái sự may mắn và lộc lớn cho tất cả quý bà con ở ngày hôm nay. Miền Nam chúng ta đã chiến thắng cho tất cả quý bà con. Miền Nam chiến thắng đài Bến Tre với con bạch thủ là 39, xiên là 39, 19 và đầu đuôi đó là 2332 và 7887. Thì ngày hôm nay chúng ta cũng đã chiến thắng rực rỡ cho tất cả quý bà con ngày hôm nay, 39, 19 và đó là đầu đuôi 2332 cho tất cả quý bà con ở ngày hôm nay quý bà con nhé. Xin chúc mừng tất cả quý bà con miền Nam ngày hôm nay đài Bến Tre đã đại thắng thành công trên Zalo của Lộc An. Và miền Trung, miền Trung ngày hôm nay chúng ta cũng đã thành công rực rỡ
Miền Trung ngày hôm nay chúng ta đã có cái lục lớn như ở Đài Đắk Lắk chiến thắng con Bạch Thủ 9-0. Xiên là 9-0-3-9. Và đầu đuôi đó là 2-4-4-2 và 7-9-9-7 ở ngày hôm nay. Ngày hôm nay ở ba miền Bắc Trung Nam đều có lục lớn chiến thắng đầu đuôi 9-0-3-9 chiến thắng 7-9-9-7 cho tất cả quý bà con ở ngày hôm nay. Xin chúc mừng tất cả quý bà con ngày hôm nay, chúng ta đã có một sự may mắn và lộc lớn cho tất cả quý bà con ở ngày hôm nay quý bà con nhé. Tại miền Trung chúng ta đã chiến thắng thành công rồi, và miền Bắc ngày hôm nay thì chúng ta cũng rực rỡ chiến thắng giòn giả cho tất cả quý bà con ở ngày hôm nay. Chiến thắng con Bạch Thủ 81, xiên là 81-43 và đầu đuôi đó là đầu đuôi đặc biệt đó là 0440 và 0990. Ngày hôm nay tự tin chiến thắng với con 0990 ngày hôm nay. Đấy, chiến thắng rực rỡ cho tất cả quý bà con ngày hôm nay. Con 81 quá là tuyệt vời. Xiên 8143 và đầu đuôi đó là 0990 ở ngày hôm nay. Chiến thắng rực rỡ, chiến thắng giòn giả cho tất cả quý bà con ngày hôm nay. Ngày hôm nay chúng ta đã đại thắng thành công rực rỡ. Ngày hôm qua chúng ta cũng đã chiến thắng cho tất cả quý bà con miền Bắc 78, ngày hôm nay chiến thắng 9-0. Quá là tuyệt vời cho tất cả quý bà con ở ngày hôm nay quý bà con nhé. Xin chúc mừng tất cả quý bà con ngày hôm nay ở trên kênh cũng như trên Zalo Lộc An đã có một ngày lộc lớn, rực rỡ, thành công rực rỡ và giòn giả cho tất cả quý bà con ở ngày hôm nay. Xin chúc mừng tất cả quý bà con. Thì mong rằng quý bà con xem video của Lộc An thì cho Lộc An những lượt like cũng như cái lượt đăng ký kênh để kênh càng ngày càng phát triển, để kênh càng ngày càng lớn mạnh quý bà con nhé. Quý bà con xem video của Lộc An thì hãy cho Lộc An những lượt like cũng như là lượt đăng ký kênh cũng như là những lời chúc tốt đẹp nhất để Lộc An có tinh thần cũng như động lực để cùng tất cả quý bà con có thêm sự may mắn và sự cố gắng cho tất cả quý bà con. Thì những quý bà con nào mà ngày hôm nay chưa vào được Zalo của Lộc An thì quý bà con ngày mai quý bà con vào quý bà con nhé. Và mong rằng quý bà con hãy luôn luôn ủng hộ kênh của Lộc An, đó là chúng ta like này và đăng ký kênh, đặc biệt là nhớ là đăng ký kênh để mỗi khi mà video mới nhất mà Lộc An gửi đến là YouTube nó sẽ báo cho tất cả quý bà con. Nên quý bà con nhớ là phải đăng ký kênh, xem video là like, đăng ký kênh cũng như bình luận cho Lộc An để Lộc An có tinh thần cũng như cái động lực để cùng tất cả quý bà con có thể chiến thắng và chiến thắng rực rỡ quý bà con nhé. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Thì mong rằng ngày mai chúng ta tiếp tục rực rỡ, chiến thắng thành công, may mắn cho tất cả quý bà con vào ngày mai. Ngày hôm nay chúng ta đã có một ngày rực rỡ, chiến thắng ở trên kênh miền Nam, chiến thắng ba nháy 0990, miền đó là miền Trung chiến thắng 2 nháy 0990 và miền Bắc ngày hôm nay chiến thắng được con đặc biệt 0990. Quá là tuyệt vời cho tất cả quý bà con ở ngày hôm nay. Nhìn trên Zalo thì chúng ta cũng chiến thắng miền Nam, miền Trung và miền Bắc cho tất cả quý bà con ở ngày hôm nay. Ngày hôm nay tự tin chiến thắng trên Zalo cũng như trên kênh, một ngày tuyệt vời, rất là chi là tuyệt vời cho tất cả quý bà con ở ngày hôm nay. Thì mong rằng quý bà con hãy luôn luôn ủng hộ kênh của Lộc An. Dù chúng ta có lộc lớn, lộc nhỏ, dù chúng ta ngày hôm nay chúng ta có lộc lớn, ngày mai có thể chúng ta có lộc nhỏ. Nhưng quý bà con hãy luôn luôn ủng hộ kênh bằng đừng có quay lại, quay lưng với Lộc An. Lộc An luôn luôn muốn tìm ra những con số chuẩn nhất, tỷ lệ chứng cao nhất gửi đến tất cả quý bà con. Nhưng có thể nó có ngày hôm nay nó may mắn, nhưng ngày mai chưa chắc nó đã may mắn. Nhưng rằng mong rằng quý bà con luôn luôn ủng hộ và hãy luôn luôn đồng hành cùng Lộc An để chúng ta có thêm cái sự may mắn và cái sự chiến thắng cho tất cả quý bà con. Đó là niềm vui, niềm hạnh phúc đối với Lộc An. Ngày hôm qua chúng ta cũng đã chiến thắng rực rỡ 98-89 ở hai miền. Ngày hôm trước thì chúng ta chiến thắng 7-9-9-7, đó là miền Trung và miền đó là miền Nam. Miền Nam là 7-9-2 nháy, miền Trung là 7-7-9-9-7 chiến thắng đầu đuôi. Ngày hôm qua chiến thắng 98 miền Nam, chiến thắng miền Bắc 98. Thì ngày hôm nay chúng ta tiếp tục chiến thắng rực rỡ con 0990 cho tất cả quý bà con ở ngày hôm nay. Một ngày rực rỡ thành công cho tất cả quý bà con. Và ngày mai là ngày 29 tháng 5 năm 2024. Thì Lộc An xin gửi đến tất cả quý bà con với ba lô đồ đuôi đó cặp 69 và 96. Ba càng siêu chủ là 369, 969 và 796 cho tất cả quý bà con ở ngày mai quý bà con nhé. Ở ba miền Bắc Trung Nam thì quý bà con chú ý là quý bà con kết thì chúng ta theo, còn không thì chúng ta dừng với tham khảo. Quý bà con chú ý nhé. Ngày mai thì ở ba miền Bắc Trung Nam ngày mai cặp 6996 thì Lộc An cũng thiên về cái con 6996 thì ngày mai có thể là nó sẽ miền Bắc thì nó cũng không được đẹp lắm, nhưng mà miền Nam và miền Trung
thì có thể nó sẽ có lộc cho tất cả quý bà con. Thì quý bà con cân nhắc, ngày hôm nay chúng ta đã chiến thắng rực rỡ rồi thì ngày mai có thể là chúng ta nên chơi nhỏ lại quý bà con nhé. Còn quý bà con nào muốn chắc ăn hơn, tỷ lệ chiến thắng cao hơn thì vào Zalo của Lộc An. Ngày hôm nay trên Zalo vẫn chiến thắng rực rỡ và Zalo được ghi mở dưới phần bình luận. Quý bà con chỉ cần trượt xuống bình luận, ấn vào cái đường link màu xanh thôi. Quý bà con ấn vào cái đường link màu xanh là sẽ vào Zalo của Lộc An. Quý bà con chỉ cần ấn vào cái đường link màu xanh nên như thế này, quý bà con nhé. Thì Lộc An nói khá là nhiều rồi, thì quý bà con chỉ cần ấn vào cái chữ ấn vào đường link màu xanh như thế này, ấn vào đường link và nó sẽ hiện ra cái chữ tham gia màu xanh cho tất cả quý bà con nhé. Khi quý bà con dùng điện thoại như Samsung hay Oppo thì hệ điều hành Android thì quý bà con ấn vào cái chữ tham gia là sẽ vào Zalo của Lộc An. Còn quý con nào mà dùng điện thoại iPhone thì nó có thêm một cái bước, đó là chúng ta ấn vào cái đường link và nó sẽ hiện ra cái chữ, đó là chữ Chrome, Google và Safari. Nó sẽ hiện ra như thế này. Trên giao diện điện thoại thì nó sẽ hiện ra như thế này. Thì quý con chỉ cần ấn vào chữ Safari là sẽ vào Zalo của Lộc An quý con nhé. Vào Zalo Lộc An là Lộc An chốt số miễn phí cho tất cả quý bà con. Mọi Zalo mà bảo là Lộc An mà thu phí thì nó không phải là Lộc An. Quý bà con cân nhắc. Nếu như quý con nào mà vào Zalo mà thu phí mà bảo là Lộc An thì đó không phải là Lộc An. Và Lộc An là không thu phí, quý bà con không nên gửi phí cho người ta, tránh cái tình trạng tiền mất mà số không chuẩn. Quý bà con cân nhắc. Bởi vì sao? Zalo Lộc An là chốt số miễn phí nên là quý bà con phải chú ý. Quý bà con Lộc An chỉ muốn là ngày nào chúng ta chiến thắng rực rỡ trên kênh cũng như trên Zalo. Trên kênh cũng như trên Zalo đều là miễn phí. Nên là quý con cân nhắc, ở cái Zalo nào mà cứ bảo là Lộc An mà thu phí thì đó không phải là Lộc An. Và quý con nên cân nhắc trước khi chuyển tiền. Không là quay lại là cắt Lộc An là bảo là Lộc An thu phí là không được. Quý con nhé. Lộc An không thu một đồng cắt, đồng lộc nào của quý con cả. Lộc An chỉ mong rao là ngày nào chúng ta chiến thắng trên kênh cũng như trên Zalo để làm sao cho quý con có thể trả được bất nợ bất nần là Lộc An vui rồi. Lộc An chỉ xin quý con là xem video của Lộc An thì cho Lộc An những lượt like, lượt đăng ký kênh để kênh càng ngày càng phát triển, để kênh càng ngày càng lớn mạnh thôi. Hãy chú ý là cho Lộc An những lượt like. Like này, đăng ký kênh này. Đó là Lộc An vui rồi, cũng như bình luận. Quý con nào ngày hôm nay chiến thắng là 0990 miền Nam 3 nháy này, 0990 miền Trung 2 nháy này, chiến thắng đầu đuôi đặc biệt miền Bắc 090 thì bình luận cho Lộc An là ok rồi. Lộc An quá là vui rồi. Bình luận dưới phần bình luận á quý con nhé. Đó. Là Lộc An quá là vui, quá là hạnh phúc rồi. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Và hy vọng ngày mai chúng ta sẽ chiến thắng rực rỡ hơn. Có thể là chiến thắng hơn ngày hôm nay. Hoặc là chúng ta sẽ ngày mai chúng ta có thể là chúng ta có lộc nhỏ hơn. Nhưng luôn luôn mong quý bà con hãy luôn luôn ủng hộ kênh của Lộc An. Để kênh càng ngày càng phát triển, để kênh càng ngày càng lớn mạnh. Để Lộc An có cái tinh thần cũng như động lực để tìm ra những con số chuẩn nhất, tỷ lệ chiến thắng cao nhất cho tất cả quý bà con. Và quý bà con nào đang xa bờ, đang khó khăn, muốn đi vào bờ, quý con nào chơi to khoác lớn thì nên vào Zalo Lộc An. Zalo Lộc An là chốt số miễn phí. Những con số trên kênh cũng như trên Zalo đều là miễn phí nên mong quý con hãy luôn luôn ủng hộ kênh để làm sao cho kênh Lộc An càng ngày càng phát triển, càng ngày càng lớn mạnh. Và quý con nhớ là quý con trên kênh là Lộc Trung, Lộc Ba Miền Ba Đài, còn trên Zalo là chỉ một đài một miền quý bà con nhé. Trên kênh là Lộc Trung, Lộc Ba Miền Ba Đài, còn trên Zalo là chỉ chốt một đài một miền. Ngày mai miền Nam chúng ta có 3 đài, miền Trung chúng ta có 2 đài. Thì quý bà con chơi đài nào, chơi được miền nào, vào nhắn tin cho Lộc An sẽ tìm ra những con số chuẩn, con số chính xác, tỷ lệ chiến thắng cao. Như bao lô đầu đuôi ba càng xỉu chủ ở miền Nam, miền Trung, miền Bắc để gửi đến tất cả quý bà con. Ngày hôm nay đã đại thắng thành công, thì hy vọng ngày mai chúng ta tiếp tục thành công. Ngày hôm nay trên Zalo cũng đã chiến thắng rực rỡ, trên kênh cũng đã chiến thắng rực rỡ rồi. Thì quý con chú ý, quý con nào kết trên kênh thì chúng ta theo trên kênh, còn không thì chúng ta dừng muốn tham khảo. Quý bà con nào mà muốn những con số chuẩn hơn, tỷ lệ chiến thắng cao hơn thì vào Zalo. Bởi ở trên Zalo thì Lộc An có thời gian nghiên cứu nó dài hơn. Và đó là Lộc An chốt từng đài từng miền, chứ không phải là chốt ba miền ba đài như ở trên kênh. Quý bà con chú ý nhé. Trên kênh là chỉ Lộc Trung, Lộc Ba Miền Ba Đài, còn trên Zalo là chỉ một đài một miền. Nên là chúng ta cân nhắc. Và quý con nào đang xa bờ, đang khó khăn, cứ vào Zalo Lộc An. Lộc An sẽ tư vấn cho cách chơi, cách vào tiền, cách ghép càng, đặc biệt là cách vào tiền để làm sao chúng ta có thể trả được nợ, trả được nần. Đó là chúng ta sẽ có thể là có những cái phương pháp mà
và những nơi được cầu kính cửa hàng cao thì Lộc An luôn luôn ưu tiên cho tất cả quý bà con ở trên Zalo. Nên hãy nhanh tay kết bạn với Zalo Lộc An để nhận số chuẩn cho ngày mai quý bà con nhé. Và Lộc An kết thúc toàn thể, quý bà con ngày mai sẽ may mắn phát lộc phát tài, đắc tài đắc lộc đắc bình an. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý bà con vào ngày mai.